Cucuna cũng có lúc tàn, và với server không luật lệ vô chính phủ hay IC cũng làm điều tương tự. Vào khoảng lúc 11 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2022, YouTuber Jenny, từng là owner của HIIC, đã đăng lên server Discord của anh ấy những dòng tâm sự, thông báo cho toàn thể player HIIC được biết rằng server sẽ ngừng hoạt động trong vòng 2 ngày nữa, tức là ngày 16 tháng 6 năm 2022. Lý do được đưa ra là về vấn đề kinh phí đã rất là nghiêm trọng và VBS không đảm bảo, không thể nuôi server được nữa. Tin buồn được đưa ra làm cho mọi người rất sốc. Hoàn loạt các server Discord, các team đều vượt sóng. Hoàn loạt thông báo chia buồn nhả ra liên tục. Biết bao nhiêu người buồn bã hiện rõ trên từng câu chữ. Như vậy server hoạt động được 1 năm, 9 tháng và 1 ngày. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến ngày 16 tháng 6 năm 2022, mọi người không thể cùng nhau được đón sinh nhật 2 tuổi của server cùng nhau được nữa. Khi tới được đọc với thông báo này thì mình có một chút bỡ ngỡ, bất ngờ. Mặc dù chỉ có thể đoán được cái sự việc này từ vài tháng trước kia rồi, nhưng cũng không thể kìm nén được nỗi buồn này. Thôi thì chia buồn chúc cho tất cả các player hay IC thành công trong cuộc sống và mãi mãi không quên những ký ức của riêng mình. Vĩnh biệt một huyền thoại, mãi mãi bất diệt, trường tồn, hay IC.